Xin chào mọi người nhá, hôm nay cho mọi người xem cái bộ sản phẩm này nào. Nào, cho bạn cố. Con xin bố. Ok, con bật lên cho mọi người xem thử xem nào. Đúng rồi, bật. Ui dồi. Bật phát nữa. Bật phát nữa, đứng lên xem nào. Đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Cầm lên vài đúng không? Yeah. Rồi, để bố tắt điện đi nhá. Ôi, cũng nhìn vào đây cười nào. Nhỉ, đẹp không? Ok nhỉ. Cố. Wow, đẹp quá nhỉ. Đây, búp bê bong bóng đây. Trời ơi, cực đẹp luôn. Nào, nên cho mọi người xem nhá. Đấy. Lấp lánh luôn. Con bảo đi. Rất là dễ thương luôn nhỉ. Ừ. Ok nhá. À, không, đây bố đang quay cho mọi người xem đây. Đấy, bộ sản phẩm đây. Được chưa này? Ok chưa? Đấy. Đèn lồng trung thu nhá. Đấy, mẫu búp bê này. Ok chưa? Con có thích cái mẫu này không? À, có tay cầm, có sẵn luôn pin nhá. Con gái có thích không? Hả? Cốm. Cốm ơi. Cốm. Cốm ơi, bố hỏi xem có thích không? Cốm, con thích không? Con có thích không? Hả? À. Rất là đẹp luôn, rất là lòng lành luôn nhá. Ừ, ok. Thôi được.